Sau 2 ngày rãnh mây dông hoạt động tại khu vực vùng biên giới phía Bắc và gây mưa lớn cho các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, thì hiện nay đã dịch chuyển và ảnh hưởng nhiều hơn đến miền Trung. Dự báo mưa sẽ vẫn còn kéo dài đến hết ngày 20 tháng 6, nên người dân sinh sống ở khu vực ven suối, ven sông cần phải hết sức đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Ngày hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam, Đồng bằng Bắc Bộ, nên mưa vẫn là dạng thời tiết chủ đạo. Lượng mưa phân bố không đều và tập trung chính ở Yên Bái, Lai Châu và Thái Bình. Riêng ở Bắc Quang, Hà Giang, mưa liên tiếp trong 3 ngày, với lượng lên đến 480mm, đã gây ra sạt lở tại một số xã vùng núi. Người dân ở trong khu vực nguy hiểm, đa phần đã được sơ tán đến nơi an toàn. Vụ lật thuyền trên sông Lô làm hai cha con mất tích ngày 14 tháng 6 ở địa phương này cũng đã tìm thấy thi thể. Từ đêm nay đến ngày 20 tháng 6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở một số khu vực của các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang.